clip, phu nhân nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang mang niềm vui đến 8 tỉnh vùng hạn, mặn, có tổng cộng 840 bồn chứa nước và 200 giếng nước được bàn giao cho người dân 8 tỉnh đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán và xâm nhập ở miền Tây Nam Bộ. Từ ngày 26 đến 28, bà, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và nhóm từ thiện chia sẻ, Sa Rinh của phu nhân nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến 8 tỉnh đang bị hạn hán và xâm nhập mặn tấn công là Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Trà Vinh, Tiền Giang và Bến Tre để trao và bàn giao 840 bồn chứa nước, loại 1.000 lít, trị giá 1,4 triệu đồng trên bồn, 6.500 khẩu trang vải, 200 giếng nước, 5 triệu đồng trên giếng, và tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 cho người dân. Toàn bộ kinh phí chương trình là do bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các thành viên trong đoàn vận động từ các mạnh thường quân ủng hộ với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Đồng hành cùng chương trình có các mạnh thường quân như Tập đoàn Trung Thủy, Tập đoàn Novaland, Ngân hàng ACB. Ngoài ra, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh vận động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vĩnh Thuận, thành phố HCM tài trợ 50 bồn nước và Câu lạc bộ Đại lý thuế Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 38 bồn nước. Điểm đến đầu tiên của đoàn là xã Nam Thái A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Tại đây, 104 bồn chứa nước được tặng cho 100 hộ dân nghèo và đồn biên phòng. Điểm đến thứ hai là xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Tại đây, đoàn đã trao 104 bồn chứa nước cho 100 hộ dân nghèo và đồn biên phòng. Đồng thời, đoàn cũng đã bàn giao 200 giếng nước hoặc tặng hộ nghèo thuộc 4 huyện U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân, Cái Nước, Cà Mau, do Tập đoàn Trung Thủy tài trợ 1 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân 4 huyện cấp vốn đối ứng từ 350.000, 1.600.000 đồng giếng, tùy theo địa chất. Ngày thứ hai, đoàn đã đến huyện Bù Lao Dung, Sóc Trăng, thành phố Vị Thành, Hậu Giang và huyện Hồng Dân, Bạc Liêu để trao 304 bồn chứa nước ngọt. Ngày cuối cùng, chấp hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc không tụ tập đông người nên đoàn đã bàn giao 328 bồn chứa nước còn lại cho chính quyền địa phương để cung cho 312 hộ nghèo và đồng biên phòng của huyện Châu Thành, Trà Vinh, huyện Ba Chi, Bến Tre và huyện Gò Công Đông, Tiền Giang.